Đội hình ra quân bên phía Eco Park trong trận đấu này, có lẽ họ ra quân với đội hình mạnh nhất của mình. Quang Khơi sẽ đá trung vệ và họ có những cái tên đã từng thi đấu ở chuyên nghiệp và đang thi đấu ở chuyên nghiệp, đó là Thế Cường số 9 và Quốc Hường số 6. Ngày hôm nay Eco Park sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất của mình. Còn đây là Mỹ Đình 2 với chiến thắng ở vòng đấu trước trước đối thủ Phoenix. Thì Mỹ Đình 2 sẽ đưa ra những con bài chiến lược, những cầu thủ tốt nhất của mình trong trận đấu này khi đối đầu với Eco Park. Không được. Bây giờ là phản công dành cho Eco Park. 3-3. Dứt điểm. Đó là pha dứt điểm của Thế Cường nhưng không thành công. Xin chân số 2. Đánh gót. Có vẻ như bóng đã chạm tay. Như vậy là có quả đá penalty. Vừa rồi là bóng đã chạm tay đối với Phú Quái, đội trưởng bên phía Mỹ Đình 2. Thật sự đáng tiếc cho Mỹ Đình 2. Và đây là lợi thế để cho Eco Park vươn lên. Chắc chắn người thực hiện sẽ là Dũng Nem. Cánh tay của Phú Quái đã dang rộng và bóng đã chạm tay, và đó là lý do để trọng tài thổi phạt quả đá 6m. Và bây giờ là cơ hội dành cho Eco Park rất lớn. Đứng trước bóng là Dũng Nem đối đầu với Đức Anh. Thủ môn luôn bắt gôn không cần găng tay. Không vào. Quá đáng tiếc cho Eco Park. Một pha bắt bài rất tốt của thủ môn Đức Anh. Ở trong trận đấu với Phoenix thì thủ môn Đức Anh đã có rất nhiều pha cứu thua. Với thể hình gọi là rất béo nhưng thủ môn Đức Anh có phản xạ tuyệt vời. Một tình huống bắt bài của thủ môn Đức Anh. Quá hay. Thật sự đáng tiếc cho Dũng Nem và các cầu thủ Eco Park. Nếu như họ có bàn thắng vươn lên dẫn trước thì chắc chắn tâm lý của các cầu thủ Eco Park sẽ được cải thiện rất nhiều. Quốc Hường phản công, đây là Dũng Nem dứt điểm không vào. Một pha dứt điểm của Dũng Nem, bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Đức Anh. Đấy, cho BIDB Quang Trung. Tuấn Sơn chuyển cho Tùng Anh và Hiệp Hòa chuyển cho Phoenix. Và Văn Minh, đó là suất thứ 3 của Mỹ Đình 2 lên hạng nhất ở mùa giải vừa rồi. Vừa rồi là một pha cản phá chính xác của thủ môn Đức Anh thì Dũng Nem không thực hiện thành công. Rất khéo léo, Văn Thái, vẫn là Văn Thái dứt điểm không vào. Đó là chúng ta cùng xem lại pha đi bóng của Văn Thái đã loại bỏ Dũng Nem một cách dễ dàng như thế nào. Ở Mỹ Đình 2 đây là lần đầu tiên họ chơi ở giải đấu trào cao nhất. Đánh đầu, đó là pha cứu thua của thủ môn Đức Anh. Tình huống đánh đầu của Quang Khơi. Đức Anh vẫn đang là chốt chặn quan trọng trong khung thành của Mỹ Đình 2 ở hai vòng đấu. Ở vòng đầu tiên và Dũng Nem. Đánh đầu vào. Một bàn thắng rất đẹp của Thế Cường. Một pha đá biên tuyệt vời và chính xác của Dũng Nem dành cho Thế Cường. Phút trước thì Dũng Nem không thể đem về bàn thắng đầu tiên cho Eco Park, nhưng bây giờ Thế Cường đã đem về bàn thắng mở tỷ số cho Eco Park và người kiến tạo đó là Dũng Nem. Tỷ số bây giờ là 1-0. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 19 của hiệp 1. Tạm thời Eco Park vươn lên dẫn trước. Mặc dù ở trong trận đấu này Mỹ Đình 2 đã có những thời điểm thi đấu hay, nhưng từ một tình huống cố định thôi, chúng ta có thể thấy rằng trong pha bóng vừa rồi thì Phú Quái không thể theo kèm đối với Thế Cường. Và thủ môn Đức Anh đã để cho Thế Cường đánh đầu ở góc hẹp. Trong pha bóng vừa rồi thì thủ môn Đức Anh cũng không khép góc chính xác. Với thân hình nhỏ con nhưng Thế Cường vẫn bật cao đánh đầu rất tốt và chính xác. Như vậy là lượt đấu đầu tiên của vòng đấu thứ hai, cả hai sân số 1, số 2 đều có bàn thắng đã được mở. Huy đầu to đối với Thế Cường và ngay lập tức các thủ Eco Park đã giành lại bóng rồi. Huy đầu to được chuyền, đây là Thế Cường, cơ hội dành cho Thế Cường, được chuyền không vào. Thật sự quá đáng tiếc dành cho Eco Park trong pha bóng vừa rồi là Quốc Hường đã dứt điểm không thành công. Một đường chuyền và cột hai cực kỳ thuận lợi của Thế Cường vượt về tỷ số thì chắc chắn là bên phần sân của họ sẽ có rất nhiều những khoảng trống. Đây là cơ hội đào Chile, quá đáng tiếc. Và cứu thua cực kỳ xuất sắc của chính đây kia. Đó là câu trả lời. Mỹ Đình 2 đã có một pha đáp trả. Đó là tình huống trích mũi giày của Đình Kỷ. Bóng bật ra đến vị trí của Đào Chile nhưng rất tiếc
Đảo Chile đã không thể có bàn thắng quân vì tỷ số. Đúng là hai pha cứu thua tuyệt vời của chính De Gea. Khá hay, Quốc Hương. Vẫn là Quốc Hương. Đường chuyền Thế Cương không vào. Nếu như có một tình huống chuyền bóng cho Quốc Hương hay đồng đội phía bên kia sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng một pha dứt điểm góc hẹp của Thế Cương đã không thể chiến thắng được thủ môn Đức Anh ở các cầu thủ Ecobank. Nếu như có đường chuyền cho Quốc Hương sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ cần một đường chuyền ngược ra thôi thì chắc chắn Quốc Hương sẽ dứt điểm một cách dễ dàng khi mà thủ môn của khéo léo của Bá Quyền. Dứt điểm không vào. Một pha dứt điểm của Quốc Hương nhưng bóng đá đi sát xà ngang. Một tình huống dàn xếp đá phạt góc khá hay của Ecobank. Nó rất đơn giản. Xà ngang của Dũng Em đã không đến được vị trí của Anh Quốc. Phạt công dành cho các cầu thủ Mỹ Đình Hai. Rất chính xác. Đường chuyền vào của Đào Chi Lê. Như vậy đã có bàn thắng, nâng tỷ số lên và quân mình một đều. Người ghi bàn đó là Đình Kỷ. Ở vòng đấu đầu tiên thì Đình Kỷ cũng đã lập công và anh vừa rồi đã nhận giải thưởng của ban tổ chức, đó là bàn thắng đẹp ở vòng 1. Và bây giờ Đình Kỷ đã có bàn thắng thứ hai ở vòng đấu thứ hai, hai trận đấu liên tiếp Đình Kỷ đều ghi bàn dành cho Mỹ Đình 2. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 34 của trận đấu. Tỷ số bây giờ là 1-1. Vừa rồi là một tình huống căng ngang rất tốt của đồng đội bên dành cho Đình Kỷ. Chỉ cần hai đường chuyền thôi, các cầu thủ Mỹ Đình. Trọng tài đã thổi phạt đối với Dũng Nèm trong pha bóng vừa rồi. Một pha vào bóng rất quyết liệt của Dũng Nèm đối với Đào Chile. Như vậy là Đào Chile đã được cho ra nghỉ, thay vào đó là cầu thủ mang áo số 6, Nguyễn Sơn Công. Quá quyết liệt trong pha bóng vừa rồi. Có lẽ trọng tài trước đó đã thổi phạt đối với Đinh Kỳ. Một pha vào bóng bằng gập giày rất nguy hiểm của HPL S9. Đã có những hội cổ động viên. Điều đó sẽ... Như vậy là một sai lầm của thủ môn chính De Gea. Và bàn thắng đã đến đối với Mỹ Đình 2. Một pha đánh đầu ngược ra phía sau, nhưng thủ môn chính De Gea đã phán đoán không tốt. Thật sự đáng tiếc cho các cầu thủ Ecobank trong pha bóng vừa rồi. Và các cầu thủ Mỹ Đình 2 đã tận dụng tốt cơ hội. Người ghi bàn đó là Ngọc Anh. Cầu thủ vừa được tung vào sân ở trong hiệp 2. Pha mắc sai lầm đáng tiếc của thủ môn chính De Gea. Đó là pha phát động tấn công của thủ môn Đức Anh. Trong pha bóng vừa rồi không hiểu sao chính De Gea lại băng ra. Trong khi đó một cầu thủ trung vệ bên phía Ecobank đang tranh chấp đối với Ngọc Anh. Và đã được chuyền dành cho đồng đội một cách thuận lợi của Dũng Nèm. Quốc Hương không được. Một pha phá bóng không tốt của Phú Quái. Nhưng rất may là thủ môn Đức Anh đã chơi tập trung. Đứng chuyền vào. Không được. Bây giờ là phản công dành cho các cầu thủ Mỹ Đình 2. 3-3. Thêm một pha ra vào không tốt của thủ môn chính De Gea. Nhưng rất may là Dũng Mộc đã về cứu thua. Ở trong hiệp 2 này thì thủ môn chính De Gea đã có những pha ra vào không thật sự hợp lý. Quá may trời của Bắc. Và thật sự đáng tiếc cho Mỹ Đình 2. Bây giờ là phản công dành cho các cầu thủ Ecobank. Dũng Nèm. Đường chuyền dành cho Dũng Mộc. Dứt điểm không vào. Vẫn là một pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Đức Anh. Hai cầu thủ gốc Nam Định đã phối hợp với nhau nhưng không thể đánh bại được thủ môn bên phía Mỹ Đình 2. Không được. Và dứt điểm góc hẹp của Dũng Mộc. Nhưng bóng đã đi ra má lưới trong tình huống vừa rồi. Ecobank đang gia tăng sức ép về phía phần sân của các cầu thủ. Rất nhiều những tình huống dứt điểm của các cầu thủ Ecobank nhưng không thành công. Bây giờ là phản công dành cho Mỹ Đình 2, 2-2. Ngọc Anh không được.
Thêm một pha dứt điểm nữa của các cầu thủ. Dứt điểm từ xa. Đó là pha dứt điểm từ xa của Quang Lập. Có cơ hội dứt điểm, không được. Vẫn không trúng đích. Đánh đầu. Đã có bàn thắng san bằng tỷ số. Người vừa có pha lập công đó là Bá Quyền. Bàn thắng được ghi ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu. Hai bàn thắng của Bắc trong trận đấu này đều là những tình huống đánh đầu. Các cầu thủ Mỹ Đình 2 đã thi đấu rất cố gắng và cho đến thời điểm này thì họ không thể bảo toàn được tỷ số cho đến hết trận. Và các cầu thủ Eco Bắc đã tấn công miệt mài. Và đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Eco Bắc. Một pha tạt bóng chính xác của Anh Quốc dành cho Bá Quyền. Không có ai kèm đối với Bá Quyền trong pha bóng này. Và cho đến thời điểm này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Một trận đấu kịch tính được hai đội bóng tạo ra giữa Mỹ Đình 2 và Eco Bắc, và kết quả là 2-2.